Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 871, Liên tộc phản kích, hai mọi người hiểu ngay, đại trí hòa thượng hù dài lùi hướng lão tổ đại giáo các tộc, tiên phàm bảo mặc lão tổ trùng hoàng đế thống, chạy hướng mọi người. Trong thời gian ngắn nhóm làm vận chúc tụ lại với nhau, các lão tổ đại giáo xây dựng phòng ngự cường đại. Nhưng ông mạnh mẽ này không chống được bao lâu, lão tổ cự khuyết thánh địa, lão tổ trùng hoàng đế thống cầm tiên đế chân khí vọt tới cho bọn họ thời gian là dư sức phá vỡ phòng ngự này Muốn chi có mấy chục vạn cường già trực chờ thị vệ trưởng vệ thần ra lệnh một tiếng là mấy chục lão tổ sẽ tấn công lão tổ các tộc dựng lên phòng ngự cường đại nhưng trước lực lượng vô địch hùng dũng của quỷ tộc thì thật nhỏ bé tựa con thuyền nhỏ trong bão biển cường giả quỷ tộc như đám lão tổ cự khuyết thánh địa không vội vã công phá phòng ngự ở trong mắt bọn họ thì đám người lam vận trúc là thú trong lồng cũi không có đường trốn lam vận trúc bị nước lão tổ trùng hoàng đế thống cười âm hiểm ha 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 thiên đường có lối người không đi địa ngục không cửa cứ sâu vào lần này dù là đại la kim tiên cũng không cứu các ngươi được đại nhân vật các tộc bị nhốt bên trong mặt không còn chút máu mười mấy lão tổ đại giáo vây quanh bọn họ cường giả khác nhiều cống mười vạn đối diện thiên quân vạn mã thế này có mạnh mấy cũng không giết ra ngoài được lam vận trúc khá bình tĩnh hỏi tiên phàm ngồi bệt bên cạnh mình quý phái không có người nào ở đây sao không thiên lý hà thì sao tiên phàm đang dùng nhiều linh dược phục hồi huyết khí trận chiến vừa rồi làm lã tiêu hao khá nhiều toàn thân tiên phàm bao phủ trong ngũ hành tiên giáp không thể thấy rõ mặt mũi nhưng nghe tiếng thở hổn hển là biết gã hao tổn huyết khí dữ dội phàm trần kiếm vô địch nhưng không giống dạ thế hoa nghịch thịt hoa của lam vận trúc chẳng cần tiêu hao nhiều huyết khí lam vận trúc gác đầu nói rút đi hết rồi lam vận trúc ở lại thiên lăng vốn là chờ lý thất dạ quay về thiện tai thiện tai đại trí hòa thượng ngồi một bên gã cũng tiêu hao nhiều huyết khí, cần thời gian phục hồi. đại trí hòa thượng vừa phục hồi huyết khí vừa nói, lần này chúng ta tàn đời, có gì gây gớm, Tiên phàm vẫn rất bá khí. chiến ý thường hực nói, chờ ta phục hồi huyết khí rồi giết bọn họ khóc không thành tiếng. lam vận trúc cười khổ, tiên phàm nói bá khí nhưng cục diện trước mắt quá rõ ràng, bọn họ có thủ đoạn nghịch thiên nhưng bên kia có lão tổ cử huyết thánh địa, trùng hoàng đế thống, nhắm lam vận trúc khó thể đảo ngược thế cục. đối phương có tiên đế chân khí không thua gì bọn họ lão tổ thạch nhân tộc trầm giọng nói hay ba người lao ra vòng vây đi chúng ta sẽ dọn hậu các người giết ra đường máu chạy đi thông báo thiền lý hà ngu sơn lão tiên quốc biết tập thể lao ra là chuyện không thể nào chỉ làm vận trúc tiên phàm là có cơ hội trốn làm vận trúc lắc đầu nói muộn rồi dù có lao ra vòng vây cũng ổn công chờ mọi người từ giao vân đến nơi thì đám thị vệ trưởng vệ thần sớm huyết đấy xong có đại nhân vật tuyệt vọng hỏi chẳng lẽ chúng ta bất lực vậy sao bọn họ vốn muốn cứu người bình thường trong tế đàn nhưng bây giờ chính mình rơi vào tuyệt cảnh, bị vây chết ở chỗ này, có thánh hoàng nhân tộc sắc bé nói, mà kệ thế nào cũng liều một phe, sống chết do trời. Nếu chúng ta ngồi xem quỷ tộc huyết tế phàm nhân của mình thì sau này quỷ tộc còn tưởng các tộc dễ ăn hiếp, có chết cũng quyết kéo mấy quỷ hoàng làm đệm lưng, giết một tên là đủ, giết hai tên là lời, khi bọn họ xung phong đi ra đã có giác ngộ toàn quân bị diệt. Bọn họ mới có mấy trăm người, tuy năm, sáu lão tổ mở đường nhưng đối diện là đại quân mấy chục vạn quỷ tộc đối phương có vài chục lão tổ khi bọn họ lao ra liền biết không có hy vọng nhưng họ không cam lòng nhìn quỷ tộc huyết tế mấy trăm vạn người các tộc thanh niên như lam vận trúc không tết chiến đấu huống chi là đám thế hệ trước như bọn họ đại nhân vật huyết tộc căm hận nói không sai ăn miếng trả miếng máu trả máu dù chết cũng quyết dùng huyết tế nổ bay đám quỷ tộc khốn kiếp lão tổ thiên ma tộc trầm giọng hỏi chúng ta thật sự không có cơ hội nào sao có lẽ đi không đến phút cuối Lam Vận Trúc sẽ không tuyệt vọng, nàng nhìn hướng tử đồ, Lam Vận Trúc có cơ hội an toàn chạy trốn nhất trong đám người, nàng hoàn toàn đủ sức đè đầu lão tổ cử khuyết thánh địa, nhưng không đến phút cuối Lam Vận Trúc không chịu thua. Tiên phàm đầy bá khí, vừa phục hồi huyết khí vừa kiêu ngạo nói, không vội, chờ ta phục hồi huyết khí rồi tung vài đại cấm thuật ra giết bọn họ trời sụp đất nứt, hừ, quỷ tộc có gì ghê gớm, sớm muộn gì ta sẽ giết bọn họ gà bay chó sủa, nhìn tiên phàm kiêu ngạo, lão tổ nhân tộc khẽ thở dài các người rút đi, mấy lão bất tử chúng ta sẽ đoạn hậu cho, tuy không cứu được phàm nhân nhưng các người đã cố hết sức, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt, chỉ cần nhân tộc chúng ta còn thiên tài vô song như các người thì có hy vọng giết đám quỷ tộc cả vai chó sủa. Lão tổ nhân tộc không hy vọng làm vận trúc, tiên phàm chết tại đây, bọn họ là hy vọng của nhân tộc, thiên tài nghịch thiên hung mãnh nhất nhân tộc, lý thất giả đã vào tử đồ, không rõ sống chết thế nào, bây giờ thiên tài xuất chúng như tiên phàm cũng bị nhốt tại đây thì nhân tộc hết hy vọng một lão tổ tổ thành trầm giọng nói nếu các ngươi bó tay đầu hàng thì tổ thành không làm khó dễ các ngươi khiến truyền nhân tông môn của các ngươi đến trục người nhảm nhí vớ vẩn chưa từng có đại trí hòa thượng cười tùng tìm bó tay chịu trói nằm mơ con người lão tổ cử quyết thánh địa co rút sát khí sắc bén tốt tốt nếu các ngươi đã muốn tìm chết thì chúng ta sẽ thành toàn các ngươi bằng vào mấy trăm người có thể gây ra sóng gió gì bùm 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 lão tổ cử quyết thánh địa rất lời các xác chết bay ra máu phun tung ué. các xác chết bay ra như từng đóa hoa nở, đặc biệt khi máu phun rất yếu diễm, kỳ lạ, a a a, các xác chết bay lên rồi tiếng hét thảm mới vang vọng, xác chết bị đụng vỡ tan, bùm 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 bùm, một chuỗi tiếng va đụng cực nhanh, các xác chết bay lên cao, hóa máu nở rộ, tốc độ quá mau, không thấy là ai ra tay, mười vạn đại quân vây khốn đám người lam vận trúc bị người mở một đường máu, trong nháy mắt thánh tôn hay thánh hoàng đều bị đụng bay bọn họ không thấy rõ mặt mũi kẻ thù đã bị hất văng lên trời, lão tổ đại giáo ra tay, phá. Lão tổ đại giáo đó tay kết ấn đè xuống, âm, vang tiếng nổ đứt tai, pháp ấn của lão tổ đại giáo bị đụng bay, bản thân lão lùi ba bước, người lao nhanh xông vào bị pháp ấn của lão tổ đại giáo cản lại lộ ra thân hình, đó là một thanh niên, một người trẻ tuổi trông rất bình thường, mươi 872. Thiên diệt đại đồ sát khi nhìn thấy thanh niên đó, mười vạn đại quân nhốt đám người lam vận chúc cùng lùi một bước, hãi hùng như gặp quỷ. Lý thất dạ. Không thể nào, nhìn Lý thất dạ trước mắt, bao nhiêu người nổi da gà, hút ngụm khí lạnh, lão tổ đại giáo quỷ tổng nhìn Lý thất dạ cũng kinh hoàng, hút ngụm khí lạnh. Không thể nào, trước giờ không có ai sống ra khỏi tử đồ, đám lão tổ nhân tộc bị nhốt nhìn Lý thất dạ còn sống, trợn to mắt nói, quá, quá, quá khó tin, dù là tên phàm cũng như thấy quỷ, hít sâu, nói, cái, cái, cái tên này là người hay quỷ, sống sót trong tử đồ, có có thể không? Tiên phàm là người tràn đầy tự tin, gã cũng khá nghịch thiên, không sợ đế tọa, nhưng gã không dám khiêu chiến tử đồ, lý thất dạ vào tử đồ không ai dám vào, hắn còn sống trở ra, thật kinh khủng, không chỉ các cường giả quỷ tộc, lão tổ nhìn lý thất dạ sống trở ra thì hết hồn. Thành chủ tổ thành nhìn lý thất dạ cũng đứng tim, thành chủ tổ thành chính mắt thấy vào tử đồ, hôm đó gã cứ nghĩ hắn chết chắc, thế nhân đều biết tử đồ mới chết không sống, thân hoàng vào trong đó cũng khó thoát khỏi cái chết chứ đừng nói vãn bối như lý thất dạ ngày đó thành chủ tổ thành xem lý thất dạ là người chết nhưng gã nằm mơ cũng không ngờ hắn sống đi ra toàn thân không sứt mẻ thành chủ tổ thành nhìn lý thất dạ bình yên vô sự hút ngụm khí lạnh nhỏ giọng nói sao có thể như vậy đây là chuyện tà môn khủng bố nhất thành chủ tổ thành từng gặp trong đời nhìn lý thất dạ sống sót đi ra lam vận trúc mỉm cười hít sâu lam vận trúc biết ngay trên đời không có chỗ nào ngăn bước chân lý thất dạ tiến tới như lý thất dạ nói dù trên đời có địa ngục thì diêm la vương không thu mạng của hắn được nhìn thanh niên trước mắt lão tổ cự khuyết thánh địa như gặp quỷ mắt trợn trừng lửa giận hực cháy sát khí cuồn cuộn lý thất dạ lão tổ cự khuyết thánh địa cầm tiên đế chân khí đến thiên lăng vốn là vì lý thất dạ khi lão tổ cự khuyết thánh địa đến nơi lý thất dạ đã vào từ đồ lão hận không thể tự tay làm thịt hắn giờ lý thất dạ sống sờ sờ đứng trước mặt lão lão tổ cự khuyết thánh địa hét to một tiếng thiên đường có đốn người không đi địa ngục không cửa người cứ vào. Lão tổ cứ quyết thánh địa hoàn toàn không có phong độ lão tổ, tiểu xúc sinh, ngày này sang năm là ngày rỗ của người, lý thất dạ ngắt lời, là của các người, lý thất dạ lạnh lùng cười, hôm nay ta đổ sạch các người, lý thất dạ dứt lời, hai tay lật lại, âm dương luyện tinh kính nằm trong tay hắn, đầu tay rực rỡ. Nhìn đôi tay lý thất dạ sáng rực, thành chủ tổ thành trong doanh địa biến sắc mặt, quát to, cẩn thận, là một kích rực rỡ, âm, bốn vực vạn giới run dày, dương tiên, âm dương rằng khắp vạn giới thập địa, hai vô thượng trên tiên giá lâm, đạp diệt vạn giới, thiên diệt, nhìn một kích đáng sợ, mọi người run rẩy. Thánh tôn, thánh hoàng rều rợ tao tim, run cầm cập, có lão tổ đại giáo phản ứng siêu nhanh, ngay khi thành chủ tổ thành hét lên liền xoay người chạy, có thánh hoàng không cam lòng gào thét, thiên diệt, không, âm dương luyện tiên kính thiên diệt đổ sát tất cả quỷ tộc trước mắt. Một kích trung cực, vô địch nhất tiên đế chân khí được người gọi là một kích thiên mệnh, đa số gọi tắt là thiên diệt, a à, tiên quang quét qua mưa máu đầy trời xác chất như núi xác rơi lộp độp như mít rụng, âm dương lợi tiên kính thiên diệt phát ra như tiên đế tự mình đánh ra một kích vô địch khủng bố nhất đời thánh hoàng có là gì đại hiền cũng như con kiến trong phút chốc tiên quang quét qua mấy vạn cường giả bị đồ dệt sạch đế đồ còn cơ hội sống thiên diệt ra vạn giới hủy diệt không có lão tổ đại giáo quỳ tộc muôn trốn nhưng không kịp phản ứng chậm một nhịp bị tiên quang quét chúng dù là lão tổ đại giáo cũng thành cho bụi ba lão tổ tổ thành cầm đế khí, lão tổ cự quyết thánh địa, lão tổ trùng hoàng đế thống cầm tiên đế chân khí cùng giống to, chấn giết. Trong phút chốc hai tiên đế chân khí, ba đế khí theo năm vị lão tổ khống chế định chấn áp tiên diệt của lý thất dạ, ầm, vạn đạo vỡ, đế khí va chạm, hỏa hoa bắn vào ngôi sao nổ tung, cảnh tượng rất khủng bố, ba lão tổ tổ thành bị đánh bay lên trời, máu phun tung tóe, đế khí nứt ra. Hai tiên đế chân khí bị uy hiếp thì bùng nổ tiên đế thần uy siêu vô địch, tiên đế chân khí tự bảo vệ mình, nhưng vang tiếng nổ điếc tai, lão tổ cử quyết thánh địa, trùng hoàng đế thống bị đánh bay học máu, may mắn bọn họ có tiên đế chân khí nên tình huống lạc quan hơn ba lão tổ tổ thành nhiều. Ba lão tổ tổ thành đau lòng nhỏ máu, đế khí có vết nứt, tuy rất nhỏ nhưng vẫn khiến uy lực đế khí giảm bớt, trước thiên diệt dù là đế khí cũng bị đánh hỏng, trừ phi là tiên đế chân khí, nếu không đế khí sẽ tan vỡ thành phép hầm, mọi người nhìn lạnh sống lưng. Đừng nói cường giả quỷ tộc vội thụt lùi cách lý thất dạ thật xa, một số lão tổ đại giáo quỷ tộc cũng hết hồn vội vàng thụt lùi, trong tay không có đế khí, trước thiên diệt dù là lão tổ đại giáo cũng khó thoát chết, lão tổ tổ thành cầm đế khí còn bị đánh bay lên trời, học máu, có thể tưởng tượng kết quả. Ba lão tổ tổ thành quay về, thấy đám lão tổ cử quyết thánh địa sợ mặt không còn chút máu, một lão tổ tổ thành trầm giọng nói, đừng sợ, một kích rực rỡ chỉ có thể sử dụng một lần, không thể dùng lần thứ hai, nghe vậy đám người lão tổ cử quyết thánh địa yên dạ, hít sâu. Ba lão tổ tổ thành, hai lão tổ cự khuyết thánh địa, trùng hoàng đế thống bao vây lý thất dạ, cường giả quỷ tộc khác, lão tổ đại giáo đều chạy thật xa, bọn họ thận trọng hơn, sợ ăn thêm một đòn thiên diệt nữa, trước thiên diệt trừ phi có đế khí, nếu không là chết chắc, lão tổ trùng hoàng đế thống căn vạn nói. Tiểu xúc sinh, không có một kích rực rỡ để em ngươi có gì hoành hoang, mặt lão tổ trùng hoàng đế thống giữ tợn, cục u trên trán mất máy, dù mặt không vạn vạo cũng đủ gây tầm một kích rực rỡ từng là bí thuật vô địch nhất của phi dương tiên đế giúp tiên đế hoành hành một thời đại. Nhưng một kích rực rỡ có điểm yếu chí mạng là sau một kích phải cách thời gian dài mới ra đòn thứ hai được, hơn nữa chiều thứ hai tiêu hao huyết khí kinh khủng, chớp mắt hút khô huyết khí, nhìn năm lão tổ vây khốn lý thất dạ, lão tổ các tộc trong phòng ngược biến sắc mặt. Năm lão tổ cầm đế khí, có cả tiên đế chân khí, lý thất dạ không ứng đối được, nếu lý thất dạ không thể ra thêm chiêu thiên diệt thì năm lão tổ dư sức giết hắn, lão tổ nhân tộc sốt ruột nói, chúng ta phải giúp hắn. Lý thất dạ bình tĩnh ung dung, Lam Vận Trúc thấy vậy đắc đầu, nói, đừng vội, chờ xem. Lý thất dạ nhìn nam lão tổ bao vây, tay bọn họ cầm đế khí, đế uy từ đế khí ngút trời, sát khí làm cho người ta sợ hãi, chương 873, sao thiên diệt vẫn là thiên diệt vậy sao, Lý thất dạ mỉm cười nói. Một kích rực rỡ đúng là khó ra chiều thứ hai trong vòng một ngày, nhưng đó là đối với người khác, còn ta thì khác, Lý thất dạ rất lời, vàng tiếng nổ, 12 mệnh cung hiện ra biến thành khung trời, mười hai mệnh cung nhiều người không phải lần đầu tiên thấy mệnh cung của lý thất dạ nhưng mỗi lần nhìn là lại ghen ghét năm người lão tổ cự khuyết thánh địa cũng ghen ghét mười hai mệnh cung của lý thất dạ cuồng giống giết bọn họ không tiếc hao tổn huyết khí muốn chém lý thất dạ yêu nghiệt như vậy không thể sống đầu lý thất dạ đội trời nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thoáng chốc mệnh cung thứ mười ba nhảy lên mệnh cung thứ mười ba nhảy lên trên trời đây là mệnh cung vạn thế vô song chấn cổ thước kim mệnh cung thứ mười ba ở trên trời trên vạn đạo hợp thành một thể với thiên địa hỗn độn vĩnh hằng xa xôi dường như thiên địa chưa mở nó đã tồn tại ầm um, lý thất giả đánh ra một báu vật vô địch khác đà sơn trung đinh tiếng chuông vang lên một tòa núi cao vạn cổ duy nhất bay ra ngọn núi này là mảnh đất chư thần tôn sùng chính giữa vạn giới một kích rực rỡ lại là một kích rực rỡ một kích kêu hút đi nhiều huyết khí của lý thất giả âm um, dương huyết hải cũng cũng khó bổ sung hao hụt không lại một thiên diệt nam lão tổ sợ hồn vía lên mây nam lão tổ cầm đế khí, tiên đế chân khí nhưng không có năng lực đánh ra một kích vô địch nhất, không đánh ra một kích trung cực đế đổ, thiên diệt nổi, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, tiên đế chân khí, tiên đế bảo khí tử công thành thủ. Trước thiên diệt trừ phi bọn họ có thể đánh ra đế đồ, thiên diệt nếu không thì chẳng dám tranh phong với nó, một kích kia máu phun vạn dặm, tiếng vỡ vụn vang lên, ba đế khí nước dạn chi chít như sắp vỡ vụn, ba lão tổ tổ thành có đế khí che chở nhưng cơ thể máu me nhảy nhụa, 89 phần 10 tàn đời lão tổ cự khuyết thánh địa, trung hoàng đế thống vào phút cuối nhờ tiên đế chân khí bộc phát ra đế uy tiên thế đáng sợ như tiên đế sống lại, tiên đế chân khí bùng nổ đế uy khủng bố che chở bản thân nó. Tiên đế chân khí không bị hư hao gì nhưng người lão tổ cự khuyết thánh địa, trung hoàng đế thống kêu răng rắc, xương gãy vụn, kết cuộc của hai người không thảm giống ba lão tổ tổ thành nhưng khó tránh khỏi xương toàn thân đều gãy, khoáng chốc thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vạn giới vô thanh. Mọi người đứng ngây như phỗng nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói nên lời đám người không phải bị một kích rực rỡ lần thứ hai hù sợ mà là mệnh cung trên khung trời mệnh cung tựa như tuyên cổ vĩnh tồn mệnh cung như tồn tại trước thì thiên địa mở mệnh cung thứ 13. mọi người ngây như phóng thành chủ tổ thành thị vệ trưởng vệ thần sợ ngây người tu sĩ trong thiên hạ dù là chư thần tiên đế cũng vậy 12 mệnh cung là cực hạn từ vạn cổ đến bây giờ chưa từng nghe có ai được 12 mệnh cung người biết cũng chỉ biết kiêu hoành tiên đế là người duy nhất có 12 mệnh cung có 12 mệnh cung đủ làm tất cả thiên tài trong cửu giới ghen tị điên cuồng. Có 12 mệnh cung là bằng chứng đi thông tiên đế, thiên tài khác chỉ là mây bay, vậy có mệnh cung thứ 13 thì sao? Nếu trước ngày hôm nay ai nói có mệnh cung thứ 13 sẽ bị người cười nhạo, cho rằng lời người đen, nhưng hôm nay mọi người trông thấy mệnh cung thứ 13, thường thức bị phá vỡ. Đám người ngây ngần, cực hạn tột cùng của tu sĩ là 12 mệnh cung, đây là thưởng thức trong giới tu sĩ. Hôm nay thường thức đó vô dụng, trước mắt mấy chục vạn quỷ tộc, mệnh cung thứ mười ba tuyệt thế vô song lơ lửng trên khung trời mệnh cung như tồn tại tuyên cổ bao trùm trên bầu trời mọi người hóa đá tiên phàm ngồi khoanh chân phục hồi huyết khí đánh rùng mình tiên phàm hoảng sợ nói không 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 thể nào mười 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 ba mệnh cung chưa bao giờ nghe thấy trước đây chưa từng gặp không chỉ tiên phàm hết hồn tồn tại như thị vệ trưởng vệ thần cũng đứng tim thị vệ trưởng vệ thần có kiến thức rất rộng nhưng chưa từng thấy qua mười ba mệnh cung đã cũng lần đầu tiên gặp mười hai mệnh cung Lam Vận Trúc có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn bị rung động, 13 mệnh cung, bao nhiêu người truy cầu 9 mệnh cung còn khó chứ đừng nói là 12 mệnh cung, còn 13 mệnh cung thì thiên tài tuyệt thế vô song đều không dám tưởng tượng, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Vạn cổ duy ta, thiên địa hạn chế, vạn đạo cực hạn gì đó không áp dụng trên người ta được, câu nói ung dung tràn đầy người bình thường, ngạo thị vạn cổ, không ai cho rằng Lý Thất Dạ vanh váo, hắn nói một câu bình thường có thể ngạo thị vạn cổ, bệ nghệ thiên hạ, hắn có tư cách đó nếu lý thất giả không có tư cách thì trên đời này không ai có bộ kích rực rỡ vốn khó thể ra chiều thứ hai nhưng lý thất giả có 13 ba mệnh cung hắn có thể nhảy ra mọi cực hạn nhảy ra khỏi thiên địa hạn chế thiên địa gông xiềng vạn đạo gông xiềng mất hiệu lực trên người lý thất giả lý thất giả cười nói đã đến lúc ta đổ sát lý thất giả xoay người nói với tiên phàm ẩn trong ngũ hành tiên giáp nha đầu cho ta mượn dùng phàm trần kiếm ta eo ôn phiên dùng ba binh khí vô địch mới được nếu không sẽ bị hư hại Tiên Phàm ngồi quanh chân vừa kinh vừa giận. Ngũ hành tiên giáp bao bọc tiên phàm, người ngoài không biết lai lịch, không rõ là nam hay nữ, nhưng Lý Thất Dạ nói một câu vạch ra hết, làm vận trúc ngạc nhiên nhìn tiên phàm, nàng không ngờ đó là nữ, bộ dạng tiên phàm người bình thường, không ai cho rằng nàng không phải nam. Tiên phàm tức giận nhưng vẫn ném phàm trần kiếm cho Lý Thất Dạ, đây là tiên đế chân khí, tuy nhiên bây giờ tiên phàm rất rộng rãi cho Lý Thất Dạ mượn, Lý Thất Dạ cầm phàm trần kiếm, hú dài, bá khí không gì sánh được nên phục hồi huyết khí cho ta. Mới rồi một kích rực rỡ hút nhiều huyết khí của Lý Thất Dạ, trong thời gian ngắn âm dương huyết hải không thể phục hồi hao tổn quá lớn, lúc này một mệnh cung mở ra, tham tổ nhảy ra ngoài cưỡi trên vai Lý Thất Dạ, tham tổ vươn dễ xâm, tinh hao rồi rào dung nhập vào huyết khí của Lý Thất Dạ. Ừm. Được tham tổ giúp đỡ, huyết khí của Lý Thất Dạ hùng hồn bùng nổ thổi quét thiên địa, đại trí hòa thượng trợn to mắt nói, đó là tiên dược, đại trí hòa thượng thèm nhỏ dãi lầm bầm, thật là là không có thiên lý, hắn lấy được cả thứ như thế, giết. Lý thất dạ hô phàm Trần Kiếm, không có chiêu thức gì, chỉ một đòn, một kích rực rỡ, đinh, kiếm chém cửu thiên, tiên đế giáng trần, một kiếm chém xuống, vạn thế đều diệt, chân thần, thánh hiền, dù là tiên nhân đều bị thanh kiếm này chặt đầu. Ba lão tổ Tổ Thành, hai lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa, trùng hoàng đế thống còn sống sợ hết hồn hết vía, trốn đi, lão tổ Tổ Thành, lão tổ Cự Khuyết Thánh Địa, trùng hoàng đế thống đều bất chấp thân vận quay người bỏ chạy. Chương 874, giết đến tiên đế chân khí chạy trốn, một đinh. Kiếm chém thiên địa, thiên diệt bao phủ ba lão tổ tổ thành, đế khí của bọn họ yếu hơn tiên đế chân khí nhiều, thiên diệt giáng xuống, răng rắc, vang tiếng vỡ, đế khí vốn nứt nẻ li ti không chịu nổi nữa, thiên diệt giáng xuống, đế khí vỡ ra các mảnh nhỏ, vù 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 vù. Phút chỉ mảnh treo chung ba đế khí bỏ mặc ba lão tổ tổ thành, ba đế khí thức tỉnh, chúng nó không che chở ba lão tổ bộ phát tiền uy nóng cháy nhất đâm thủng hư không trốn khỏi thiên diệt ba đế khí trả cái giá đắt ầm trước thiên diệt dù ba đế khí nước vỡ trốn thoát vẫn bị chém xuống một góc không thiên diệt giáng xuống ba lão tổ tổ thành cơ thể bị hủy mất đi đế khí che chở có thể tưởng tượng hậu quả ba lão tổ không cam lòng tuyệt vọng hét thảm thiên diệt giáng xuống ba lão tổ tổ thành thành cho bụi huyết khí của lý thất dạ ầm vang âm dương huyết hải tuôn ra huyết khí vô tận cộng với tham tổ bổ sung huyết khí bị hao tồn lý thất dạ đánh ra một kích rực rỡ xong huyết khí phục hồi nhìn cảnh tượng đó đại trí hòa thượng đỏ mắt bà nội nó trên đời có kiểu uống thuốc xa xỉ vậy sao trực tiếp dùng tiên dừa bồi bổ thật không có thiên lý tiên phàm những người khác đại nhân vật các tộc cường giả quỷ tộc đều hóa đá hành động xa xỉ khiến người giận sôi người duy nhất thói quen là lam vận trúc nàng từng chứng kiến các hành động xa xỉ của lý thất dạ trực tiếp dùng tiên dược uống thuốc chỉ là chuyện nhỏ. Lý thất dạ sử dụng âm dương luyện tiên kính đuổi theo hai lão tổ cự khuyết thánh địa, trùng hoàng đế thống chạy trốn, hôm nay ta muốn giết đến đế thống tiên môn của hai người không dám thở thì thôi, phi tiên thể của Lý thất dạ vốn tuyệt thế vô song, bây giờ ngự âm dương luyện tiên kính tốc độ siêu nhanh. Trước mắt hai lão tổ cự khuyết thánh địa, trùng hoàng đế thống nằm trong phạm vi thiên diệt giết, các cường giả quỷ tộc, lão tổ đại giáo sợ ngây người, có ai ngờ hai lão tổ cầm tiên đế chân khí bị một vãn bối truy sát như chó cục đuôi đây là chuyện không ai tưởng tượng được âm thiên địa diệt lại một thiên diệt đối với mọi người hôm nay là ngày điên cuồng nhân vật đẳng cấp cổ thánh thánh tôn sợ hãi đến chết lặng thiên diệt giáng xuống bọn họ quỳ sấp dưới đất thần quy đẳng cấp như thế không chống lại nổi lúc này lão tổ cử quyết thánh địa trùng hoàng đế thống không trốn được bọn họ dốc hết huyết khí dùng tiên đế chân khí che chở bản thân nhưng chưa đủ hai tiên đế chân khí bị thiên diệt uy hiếp đều thử tình tiên đế thần uy vô tận bùng nổ pháp tắc tiên đế như thác đổ hóa thành tiên trương vô tận định ngăn thiên diệt giáng xuống ầm ừ, không ai dám đến gần hư không bị diệt thời gian hỗn loạn trời tối sầm vô số ngôi sao nổ như ngày lễ pháo hoa hai tiên đế chân khí đỡ thiên diệt lão tổ cự khuyết thánh địa trùng hoàng đế thống người máu me nhảy nhụa dù tiên đế chân khí giữ mạng hai người lại nhưng đã bị thương nặng cơ thể hoàn toàn hư hỏng hai tiên đế chân khí thức tỉnh hai cây bóng cao to vô thượng hiện ra như có hai tiên đế đứng đó là người quỳ lại lý thất dạ phục hồi huyết khí bị hao tổn hắn đứng trong không trung nhìn hai tiên đế chân khí thức tỉnh lý thất dạ mỉm cười nói dù có đế thần đi ra ta cũng không sợ trừ phi các ngươi mạnh giống chủ nhân của mình có muốn thử không chỗ ta có vài binh khí vô địch cùng đẳng cấp với các ngươi ta có thể tung ra cùng một lúc đánh ra và thiên diệt cứ xem như các ngươi có thể đánh ra thiên diệt thì chờ xem cuối cùng cái nào vỡ trước từ vạn cổ đến bây giờ đã lâu không có tiên đế chân khí bị hủy diệt, hôm nay ta muốn nhìn xem, truyền thuyết tiên đế chân khí có trí tuệ, linh tính. Tiên đế chân khí trải qua tiên đế luyện hóa uẩn dưỡng, thông linh sinh tính, có gọi linh tính trong tiên đế chân khí là đế thần, sau lưng lý thất dạ hiện ra thiên thủ vạn cánh tay, một tay cầm phàm trần kiếm, tay cầm đào sơn trung, tay cầm âm dương nguyện tiên kính, tay cầm phong thiên ngũ đạo môn. Lý thất dạ có khí thế đồ diệt cửu thiên, dù chân tiên giá lâm cũng không thể ngăn lại quyết tâm đồ diệt tất cả của hắn hai tiên đế chân khí cự khuyết thánh địa trùng hoàng đế thống hiện ra cái bóng vô địch nhấp nháy rồi biến mất lý thất giả lạnh nhạt nói nếu thể sống chết che chở bọn họ ta cũng không ngại hôm nay ta rất mong mỏi thấy cảnh tượng đồ sộ hai tiên đế chân khí bị đánh nát diêu bá khí từ vạn cổ đến bây giờ ai dám uy hiếp bảo đánh nát tiên đế chân khí trừ phi là tiên đế lý thất giả kêu căng uy hiếp hai tiên đế chân khí bá khí làm người lạnh sống lương vù 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 hai cái bóng vô thượng biến mất hai tiên đế chân khí bay đi bỏ lại lão tổ cực quyết thánh địa trùng hoàng đế thống dù tiên đế chân khí thức tỉnh nhưng chúng nó không muốn đối diện vài vũ khí vô địch thiên diệt trừ phi chủ nhân chúng nó sống lại trừ phi chủ nhân dánh ra thiên diệt nếu không chúng nó khó thể an toàn rút lui khỏi vài vũ khí vô địch thiên diệt nhìn tiên đế chân khí bỏ mình mà đi hai lão tổ không cam lòng hét to một tiếng không lý thất dạ hú dài ta nói rồi hôm nay sẽ giết đến đế thống tiên môn của hai người nín thở, thiên diệt sáng xuống. a, à, tiếng hét tuyệt vọng vang vẳng, thiên diệt đánh hai lão tổ thành cho, mọi người rung động, y lý thất dạ nói, các cường giả cự quyết thánh địa, trùng hoàng đế thống run rẩy, tay chân lạnh lẽo. Lão tổ bị đồ diệt, tiên đế chân khí bỏ bọn họ đi, sĩ khí và niềm tin của cự quyết thánh địa, trùng hoàng đế thống đánh tan tác, thị vệ trưởng vệ thần sắc mặt khó xem nói, chúng ta phải hợp sức lại. Thị vệ trưởng vệ thần ra lệnh cho thành chủ tổ thành, nói với các lão tổ cùng nhau hợp sức. Những lão tổ đế thống tiên môn đừng dâu diếm ngón đòn gì nữa, lấy ra hết để khi bọn họ mang theo đi, thị vệ trưởng vệ thần trầm giọng nói với lão tổ trên khối đại lục vạn thế cổ quốc, lần này này nếu lão tiền bối ra tay thì thiên thần đại nhân tuyệt đối sẽ không bạc đãi vạn thế cổ quốc. Trên khối ẩn thần đại lục có một vị tồn tại bất hủ chấn thủ, tồn tại còn cường đại hơn cả cường giả trong truyền thuyết, nên thị vệ trưởng vệ thần muốn mời người ra tay, truyền thuyết vạn thế cổ quốc và tổ giới có quan hệ rất tốt có tin đồn hai vị tiên đế của vạn thế cổ quốc và tổ giới có mối quan hệ không bình thường. Được, tồn tại bất hủ trầm giọng nói, tiểu tử này không gửi được, nếu không sẽ là tai họa lớn cho quỷ tộc. Mọi thanh âm ngừng bật, mấy chục cường giả quỷ tộc có mặt, mấy chục lão tổ tại đây đều nổi lên lòng sợ hãi, mọi người đều biết đánh ra đế đồ, thiên diệt khó còn hơn lên trời, muốn đánh ra đế đồ, thiên diệt trừ đủ mạnh ra cần được đế khí thừa nhận. Hôm nay Lý Thất Giả đánh ra thiên diệt liên tục như ăn cơm bữa, đây là khúc nhạc dạo đồ diệt cửu thiên, sao không làm người giận gái? Chương 875, giết đến tiên đế chân khí chạy trốn, hai lúc này Lý Thất Dạ quay về bên đám người Lam vận trúc, hắn nhìn bốn tế đàn, lại ngó các cường giả. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nếu các ngươi muốn lấy mấy trăm vạn phàm nhân huyết tế, vậy thì ta không khách sáo nữa, ta sẽ đổ diệt mấy chục vạn người, cái này gọi là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, thị vệ trưởng vệ thần giết gào, tiểu xúc sinh, ngươi quá cuồng, không tha cho ngươi được. Thị vệ trưởng vệ thần bộc phát uy lực vô địch, hiển nhiên gã cũng có vũ khí vô địch thành chủ tổ thành bộc phát ra đế uy trên người gã có một đế khí ầm 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 mấy đế uy bộc phát lão tổ đế thống tiên môn khác nhận lệnh buộc phải lấy ra đế khí của mình trong khoảnh khắc đó huyết khí vô cùng vô tận bùng nổ tất cả lão tổ phát ra huyết khí mạnh nhất thần uy mạnh nhất của mình giờ phút này đế thống tiên môn quỷ tộc đều lấy ra đế khí của mình các lão tổ bộc phát huyết khí mấy chục lão tổ hợp sức muốn dùng một kích vô địch nhất giết lý thất dạng nhất là trên đại lục bí ẩn vạn thế cổ quốc một huyết khí vạn cổ bất hủ phóng lên cao một tiên đế chân khí lơ lửng phát ra đế uy đáng sợ như tiên đế tự mình điều khiển tiên đế chân khí nhìn huyết khí đó lão tổ huyết tộc trong vòng phòng ngừa sợ hãi mặt không còn chút máu tồn tại bất hủ nhân vật vô thượng trừ tiên đế trừ vạn cổ cự phách hoành thế vô địch không ai chấn áp được lão tổ đẳng cấp tồn tại bất hủ lý thất giả một mình đối diện trăm vạn kẻ địch vẫn nhẹ nhàng hơi thú vị hôm nay khó tránh khỏi huyết chiến thị vệ trưởng vệ thần hợp sức với các lão tổ, khí thế hùng hổ, tiểu xuất sinh, bây giờ ngươi đầu hàng còn kịp, bọn họ có khí thế gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma, thị vệ trưởng vệ thần tụ tập tất cả lão tổ chuẩn bị cho một kích kinh thiên. Tuy lý thất giả có thể đánh ra thiên diệt nhưng đám người thị vệ trưởng vệ thần vẫn có ưu thế rất lớn, nhất là tồn tại bất hủ của vạn thế cổ quốc có đòn sát thủ kinh người, vù 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 vù, đám người thị vệ trưởng vệ thần chuẩn bị sẵn sàng một kích kinh thiên, không gian đột nhiên run lên một cái một người bước ra tựa như xuyên qua không gian, người đột nhiên xuất hiện là một nam nhân, không có đầu, là người không đầu bên áo nước tận cùng từ đồ, chỉ có Lý Thất Dạ biết người đó, thấy người không đầu bước ra, Lý Thất Dạ hiếp mắt nhìn, thì vệ trưởng vệ thần giật mình nhìn người không đầu, quá to. Là ai giả thần giả quỷ ở đây, người không đầu không trả lời, thì vệ trưởng vệ thần nổi giận, gã là tồn tại cao cao tại thượng, không sợ lai lịch của người không đầu lớn cỡ nào, thì vệ trưởng vệ thần trầm giọng quát, chờ bồn tọa bắt người đây bàn tay to che trời chộp người không đầu, phập. Thanh âm rất khẽ nhưng thị vệ trưởng vệ thần chộp hướng người không đầu bỗng chốc thành mưu máu, tình huống đột ngột, không ai biết tại sao chuyện diễn biến như vậy, tồn tại như thị vệ trưởng vệ thần làm lão tổ đại giáo kiêng rè, cường giả trong truyền thuyết mới sánh ngang được bỗng chốc biến thành mưa máu. Mọi người không thấy rõ xảy ra chuyện gì, đám người dợ tóc gái, phản xạ lùi một bước, thành chủ tổ thành, các lão tổ đại giáo đều sợ hãi, cảm giác như gặp quỷ, nhân vật mạnh nhất lên tiếng, không biết tôn giá là thần thánh phương nào người lên tiếng là tồn tại bất hủ trên đại lục bí ẩn vạn thế cổ quốc tồn tại bất hủ như thế đã là mở bảng phong thần sương nghịch thiên cực kỳ đáng sợ tồn tại bất hủ vạn thế cổ quốc vừa rất lời người không đầu vươn một tay ra ầm 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 vang một chuỗi tiếng nổ đại lục bí ẩn vạn thế cổ quốc sụp đổ tan nát tồn tại bất hủ gào thét giết tồn tại bất hủ tung tiên đế chân khí ra người không đầu vung tay tiên đế chân khí vụt tắt ánh sáng như ngọn đè tắt chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra tồn tại bất hủ vạn thế cổ quốc như gà con bị người không đầu sách lên mặc cho lão mạnh cách mấy cũng không chống cự được tiên đế chân khí thì bị người không đầu một tay đánh rơi ánh sáng lu mờ vội bỏ chạy mất mọi người ngây ngẩn nhìn đám người lam vẫn trúc hóa đá tất cả cảm thấy chuyện này không thể xảy ra một vị tồn tại bất hủ tay cầm tiên đế chân khí hết sức vô địch tồn tại bất hủ như vậy giờ này phút này như gà con bị sách lên Tiên đế chân khí thì không tổn thương người không đầu được, mọi người ngây ngốc nhìn, chuyện này không thể xảy ra. Một vị tồn tại bất hủ tay cầm tiên đế chân khí mà không có sức chống cự, trước mặt người không đầu lão như con kiến không chịu nổi một kích, mọi người thẫn thờ nhìn tồn tại bất hủ trước mắt, có lão tổ nhào giọng nói, đây là tiên đế sao? Chỉ có tiên đế mới làm được, chỉ có tiên đế mới khiến một tồn tại bất hủ không có sức chống cự, nhưng người không đầu nhìn sao cũng không giống tiên đế, trên người không có tiên đế thần uy, quái dị hơn là không có đầu chưa từng nghe nói trên đời có tiên đế không đầu. Mọi người cảm thấy người không đầu tuyệt đối không phải là tiên đế, có lão tổ đại giáo quỷ tộc dùng mình tỉnh lại, trừ giác cho lão biết chuyện không may, trốn đi, chúng ta gặp quỷ, lão tổ đại giáo xoay người chạy trốn, mấy chục vạn cường giả quỷ tộc ngây người, quỷ. Bọn họ chính là quỷ, bọn họ được gọi là quỷ tộc, nói quỷ thì bản thân họ là quỷ, giờ bảo quỷ tộc gặp quỷ, chuyện như vậy nghe rất buồn cười, tiếu lâm, quỷ tộc gặp quỷ, bình thường nghe rất tếu nhưng giờ đây không ai cười nổi. lão tổ đại giáo quỷ tộc khác tỉnh táo lại, dùng mình hét với tộc nhân, đệ tử của mình, đi! bọn họ xoay người chạy trốn, tay người không đầu co lại, cuồng phong rít gào. vô số cường giả quỷ tộc bị hút vào tay áo người không đầu, lão tổ đại giáo quỷ tộc cầm giống, không. lão tổ đại giáo phát ra công pháp mạnh nhất của mình, thậm chí lấy đế khí muốn thoát khỏi lực hút, nhưng mặc cho bọn họ vùng vẫy cỡ nào cũng chỉ phí công. trong phút chốc vô số cường giả quỷ tộc bị hút vào tay áo người không đầu bao gồm cường giả tổ thành. Thành chủ tổ thành định chạy nhưng tay áo người không đầu mở ra, gã không thoát được, thành chủ tổ thành gầm giống lây ra vũ khí vô địch, định phong lại ông tay áo, nhưng vô ích, thành chủ tổ thành không cam lòng hét chói, tay bị hút vào tay áo người không đầu, không, tiếng gào thét kinh hoàng liên tiếp. Có mấy chục vạn cường giả quỷ tộc, cường giả từ cảnh giới cổ thánh trở lên đều bị hút vào tay áo người không đầu, tình hình rất đồ sộ, vô số người sống bị hút vào tay áo, thánh hoàng hay lão tổ đại giáo đều khó tránh một kiếp này mặc kệ bọn họ vùng vẫy chống cự, đánh trả thế nào đều không trốn thoát. Trong tiếng hét chói tai không cam lòng, bọn họ bị hút vào tay áo người không đầu, cường giả quỷ tộc dưới cổ thánh thì sợ nhuễn chân, dù người không đầu không hút bọn họ vào tay áo thì tập thể té tại chỗ, không có sức bỏ dậy, không trốn đi được. Chương 876, người không đầu vô địch thoáng chốc mấy chục vạn cường giả quỷ tộc có một phần ba bị hút, hơn 10 vạn cường giả quỷ tộc bị hút vào tay áo người không đầu, bao gồm cường giả từ cổ thánh trở lên, bao gồm cổ thánh, người không đầu hất tay áo, các cường giả quỷ tộc bị hút vào trong tay áo bị hất vào sương mù mê thất thần đảo. À, tiếng hét thê thảm vang lên, các cường giả bị hất vào sương mù mê thất thần đảo cùng gào rú, bốp, bốp, bốp. Tất cả cường giả quỷ tộc bị ném vào sương mù đều thành mưa máu, cảnh tượng đồ sộ làm người sợ hãi hết hồn hết vía, các cường giả quỷ tộc bị ném vào sương mù biến thành mưa máu tựa pháo hoa nở bung, như tiết mục buổi tối đồ sộ, huyễn lệ, yêu diễm, các đóa hoa máu nở ra mười mấy vạn đóa hoa cùng nở rộ, chuyện khiến người sợ hãi biết mấy, các đóa hoa máu biến mất, nhiều cường giả huyết tế, sương mù bao phủ mê thất thần đảo biến mất lộ ra bộ mặt thật, các cường giả quỳ tộc còn sống ngồi bên dưới đất, sợ teo tim. Bọn họ không có can đảm chống cự, phật phòng lo sợ chờ đợi cái chết giáng xuống, lão tổ như con kiến trong tay người không đầu chưa nói gì bọn họ, người không đầu không có đầu như một thần niệm vang lên tựa thiên lôi, nối giáo cho giặc, cút về ổ của mình đi thanh âm vạn cổ vô thượng, thanh âm bao trùm trên trời. Thư thần vạn tiên nghe thanh âm đều run rẩy, hoảng sợ, cường giả quỷ tộc mềm oặt dưới đất lấy lại tinh thần, người không đầu phất tay áo, phù vu phù vù, mấy chục vạn cường giả quỷ tộc bị quét ra khỏi đệ nhất hung mộ, bọn họ chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì đã trở về tông môn cường quốc. Nhiều cường giả quỷ tộc bị quét về tông môn cường quốc của mình sợ hết hồn hết vía, đệ tử tông nhân phát hiện bọn họ, nghe cả đám lầm bẩm như người điên, "Quỷ, quỷ, quỷ!" có quỷ, nhiều người bị quét về tông môn cường quốc của mình ngu người ba ngày ba đêm mới hết sợ. Mấy chục vạn cường giả quỷ tộc bị quét đi hết, nơi này chỉ còn lại đám người lý thất dạ, mấy trăm cường giả các tộc, mấy trăm cường giả các tộc sợ hết hồn hết vía, nhân vật đẳng cấp lão tổ sợ hai chân run cầm cập, không dám nhìn người không đầu. Trong lòng bọn họ thì người không đầu đáng sợ hơn ác quỷ trong truyền thuyết gấp trăm ngàn vạn lần, nhân vật đẳng cấp lão tổ nhát gan không dám ngước lên nhìn, chỉ có một mình lý thất dạ là bình tĩnh, từ đầu đến cuối hắn luôn ung dung, khi người không đầu xuất hiện là lý thất dạ viết ngay chuyện gì xảy ra tiếp theo người không đầu đứng giữa hư không tuy không có đầu nhưng trông như đang ngước nhìn mê thất thần đào một lúc sau người không đầu thu về tầm mắt không có đầu nhưng có đôi mắt nhìn lý thất dạ người không đầu không nói gì chỉ xem lý thất dạ một lúc rồi biến mất bốp 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 ngay khi người không đầu biến mất bốn tế đàn lao tù thiên địa vỡ ra chắc chắn là do gã làm lao tù thiên địa vỡ ra người trong bốn tế đàn dù là tu sĩ người phàm đều sợ ngây người trong thời gian ngắn khó bình tĩnh lại. Người không đầu biến mất một lúc sau cường giả các tộc may mắn sống sót chậm rãi lấy lại tinh thần, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, bọn họ dùng mình, chuyện xảy ra hôm nay vượt sức tưởng tượng của bọn họ, e rằng suốt đời khó quên chuyện hôm nay, thật lâu sau tiên phàm đứng dậy, ít sâu, nói. Tại sao mới rồi người không đầu giúp chúng ta, tiên phàm không chỉ tên ai nhưng rõ ràng nàng hỏi lý thất dạ, mắt nhìn hắn chằm chằm, lý thất dạ cười cười, giúp chúng ta, lý thất dạ lắc đầu, nói, hắn không giúp chúng ta mà đang giúp quỷ tộc, cường giả các tộc sống sót không tin, giúp quỷ tộc, lão tổ thạch nhân tộc nói. Hắn huyết tế hơn 10 vạn cường giả quỷ tộc, dù hắn không làm thì ta cũng sẽ làm, lý thất dạ thản nhiên nói, ta không chỉ dùng máu bọn họ tế xương mù, ta sẽ đổ sạch tất cả, quỷ tộc vỡ tay hướng phàm nhân, hừ, ta không ngại đi các tộc môn truyền thừa đại khai sát giới. Lời này nghe rất kiêu ngạo, người không biết sẽ cho rằng lý thất dạ buông lời ngông cuồng, đối địch với nguyên quỷ tộc đúng là không biết sống chết, nhưng cường giả các tộc, Tiên vật đẳng cấp lão tổ hai thánh hoàng đều tim lặng, tiên phàm tràn đầy tự tin, tâm cao khí ngạo đều câm nín trước câu nói bá khí của Lý Thất Dạ. Dù là ai nhìn mệnh cung thứ 13 của Lý Thất Dạ đều kính sợ, 12 mệnh cung đủ làm người hoàng hồn, có khởi nguyên mô tỏa chỉ có thể nói nỗi sợ hãi như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, miệng nói ra lời khen buồn nôn đến mấy cũng không khiến người cảm giác là đang nịnh nọt. 13 mệnh cung, vạn cổ đệ nhất nhân, Lý Thất Dạ đủ tư cách nhận bất cứ lời khen nào. Lý thất dạ cười nói, nếu hắn đã ra tay chấm dứt món nợ này thì ta không truy cứu nữa. Lý thất dạ nhìn mấy trăm vạn người thường trên bốn tế đàn, còn người co rút, Lý thất dạ chậm rãi nói. Ta có thể tha thứ quỷ tộc, nhưng, phải diệt tổ giới, dám lấy trăm vạn phàm nhân huyết tế, vậy tổ giới hãy nếm thử mùi vị bị diệt đi. Tu sĩ cường giả các tộc nghe Lý thất dạ nói xong quay sang nhìn nhau, bọn họ sẽ không nghi ngờ quyết tâm của Lý thất dạ, càng không cho rằng hắn đang nói ngông. Nhưng tuyên chiến với tổ giới, nghe nói thiên thần vô địch lý thất dạ có thủ đoạn đưa tình như thế nào lý thất dạ nhìn mấy trăm vạn người bình thường ngây người trên bốn tế đàn nói với mấy trăm cường giả khác đưa bọn họ về đi sắp xếp chỗ ở cho họ trong giao vân ta tin các vị có năng lực đó lúc này mấy trăm vạn người bình thường ngây ngần trên bốn tế đàn đại nạn không chết nhưng bọn họ không mừng nỗi họ cần thời gian rất dài tiêu hóa kinh nghiệm cuộc đời thế này lão tổ nhân tộc cung kính nói công tử yên tâm chúng ta nhất định sẽ hộ tống bọn họ đến giao vân lão tổ thạch nhân tộc hồ theo. Cứ giao chuyện này cho chúng ta, công tử đừng lo, chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết sức đưa bọn họ đến sao vân, các lão tổ khác lên tiếng bày tỏ, thái độ đối với lý thất giả cực kỳ cung kính, cường giả đẳng cấp thánh hoàng thì hết sức tôn kính, bọn họ cảm thấy tiên đế chắc chắn thuộc về lý thất giả. 13 mệnh cung nếu lý thất giả không thể trở thành tiên đế thì ai có tư cách, thiên luân hồi, thiên dương gì đó chẳng là gì, đối với tiên đế tương lai, dù bọn họ là nhân vật đẳng cấp lão tổ cũng chấp nhận khom lưng uốn gối ra sức làm việc họ không có tư cách tự phụ trước mặt lý thất dạ đối với bọn họ thì lý thất dạ là tiên đế tương lai trước khi hắn chưa trở thành tiên đế họ có cơ hội biểu lộ trung thành nếu sau khi lý thất dạ thành tiên đế dù bọn họ muốn làm việc cho hắn chưa chắc có cơ hội nên lý thất dạ nhờ vào một tiếng là cả đám chấp hành ngay bọn họ tràn đầy niềm tin hắn chắc chắn sẽ thành tiên đế lý thất dạ ra lệnh vậy ta yên tâm ta còn việc khác các ngươi mang bọn họ đi đi chương 877. Sợ đứng tim mấy lão tổ đại giáo, mấy trăm cường giả các tộc sống sót đưa mấy trăm vạn phàm nhân trên bốn tế đàn đi, công việc của bọn họ là mang mấy trăm vạn phàm nhân đi Nam Giao Vân an cư lạc nghiệp, đám người bình thường không còn chỗ yên thân trong Đông Ú Cương, chỉ có Nam Giao Vân là an toàn. Nam Giao Vân là thiên hạ của nhân tộc, yêu tộc, có đế thống tiên môn như Ngu Sơn Lão Tiên Quốc, thiên lý hà tọa Trấn, quỷ tộc không dám ra tay, khi mấy lão tổ đại giáo, mấy trăm cường giả các tộc rời đi, Tiên phàm nhìn mệnh cung thứ 13 của Lý Thất Dạ, tiên phàm kiếm không được hỏi. Này, người làm sao luyện ra mệnh cung thứ 13 vậy? Lam Vận Trúc, Đại trí Hòa Thượng đều nhìn mệnh cung thứ 13 của Lý Thất Dạ, nếu mệnh cung thứ 13 không xuất hiện trước mặt hai người thì Lam Vận Trúc, Đại trí Hòa Thượng rất khó tin kỳ tích tuyệt thế này là thật. Lý Thất Dạ cười nói, cái này gì? Không khó, nàng cốt sức đào trong nê cung là sẽ ra mệnh cung thứ 13, tiên phàm dỗi nói, không nói thì thôi, có gì hay ho. Tiên Phàm không hỏi thêm, nàng chỉ hơi tò mò, lý thất dạ không chịu nói thật cũng hợp lý. Nếu trên đời này có bí mật mở ra mệnh cung thứ 13 thì nó quý giá hơn đế thuật, thiên mệnh bí thuật, tiên thể thuật, quý hơn bất cứ thứ gì trên đời, đây là báu vật vô giá duy nhất thế gian, không có gì trên cõi đời quý giá hơn nó, lý thất dạ thu mệnh cung về, vỗ tham tổ trên vai mình. Được rồi, ngươi trở về đi, tham tổ lộ vẻ mệt dã rời, tiên dược như nó vì giúp lý thất dạ điên cuồng đánh ra thiên diệt mà hao tổn nhiều chất dịch xâm tham tổ nhân cơ hội vòi vĩnh ta bị tổn thất lớn cho ta ông thanh đang ngủ ba ngày được không lý thất dạ rộng rãi nói được tham tổ hấn hở nhảy vào mệnh cung biến mất nhìn gốc tham tổ đại trí hòa thượng thèm nhiễu nước miếng đại chí hòa thượng chắp tay nói a di đà phật lý thí chủ không lý huynh không lý thiếu gia lý đại gia tiểu tăng vừa rồi đánh một trận tổn thất huyết khí hao tổn thọ huyết xin đại gia ban cho ta một nhánh dễ xâm bổ thân thể được không? Lý thất giả liếc đại trí hòa thượng, mơ đi, thư tốt như vậy ta còn không nỡ bổ nữa là cho người, đừng mơ mộng viễn vông, đại trí hòa thượng mặt dày hơn cái vo tràng vai bá cổ lý thất giả. Ha ha ha, lý đại gia, chúng ta là ai với ai, bằng vào tình cảm của gã, hì hì, đại trí hòa thượng thèm thường tiên dược như tham tổ không chịu nổi, lý thất giả vô tình từ chối, không có, đại trí hòa thượng đành mắt thành nhìn. Lý thất giả ngước nhìn mê thất thần đảo trên bầu trời, đám người Lam vận trúc cũng nhìn lên theo, trước đó trông mê thất thần đảo cực kỳ lớn, nhưng khi sương mù bao phủ biến mất, mê thất thần đảo chỉ to cỡ hòn đảo nhỏ bình thường, mê thất thần đảo một mảnh màu đen, trông như làm bằng sắt thép, phát ra sát khí. Thấy rõ bộ mặt mê thất thần đảo làm người ta thất vọng, nó không giống đảo thần chút nào, Lý thất giả nhìn mê thất thần đảo một lúc sau nói với Lam vận trúc, chúng ta đi lên, đại trí hòa thượng mặt dày nói với tiên phàm, ha 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 chúng ta cũng đi lên xem. Bảo đại chí hòa thượng nói với tiên phàm chẳng bằng gã chỉ cây dâu nói với cây hoài lý thất dạ, lý thất dạ không từ chối, liếc đại trí hòa thượng, cười nói, nhưng ngươi đừng mơ mộng, bên trên không có báu vật, đại chí hòa thượng nói, ha ha ha, không có báu vật thì ta đi lên mở rộng tầm mắt cũng được. Lý thất dạ thấy bộ dáng thèm thuồng của đại chí hòa thượng thì bật cười, đại chí hòa thượng nổi da gà, mở miệng nói, chắc ngươi sẽ không hố ta đi, lý thất dạ bí hiểm nói, ta không bao giờ hố ngươi, hơn nữa bằng vào tình cảm của chúng ta thì ta sẽ đẩy ngươi vào hố lửa sao nhưng sau khi đi lên chắc chắn ngươi sẽ sợ đứng tim không bỏ dậy nổi đùa gì vậy đại trí hòa thượng không phục cãi lại tuy ta không phải thiên tài tuyệt thế vô song nhưng có lá gan không bao giờ có chuyện ta sợ đứng tim không bỏ dậy nổi lý thất dạ cười nói chờ chút nữa ngươi sẽ biết cái gì là không thể nào lý thất dạ bay hướng mê thất thần đảo lam vận trúc tiên phàm bay lên theo đại trí hòa thượng không tin ta cũng bay lên lam vận trúc tiên phàm đại trí hòa thượng cùng lý thất giả dạ đáp xuống mê thất thần đảo bọn họ nhìn xung quanh mới biết mê thất thần đảo đúng là đảo nhỏ bình thường trên mê thất thần đảo dài rác mấy ngọn núi đen bóng không ngọn cỏ không chút sức sống trông như một hòn đảo nhỏ tính lặng tiên phàm nhìn hòn đảo không chút bắt mắt nhỏ giọng nói chẳng phải nói có kim long thần hoàng sao trước đó có tin đồn trên mê thất thần đảo có kim long bay lên thần hoàng bay lượn nhưng lao lên mê thất thần đảo khiến người ta quá thất vọng chẳng hề có thứ trong truyền thuyết lý thất dạ thản nhiên nói mắt thấy chưa chắc là thật lý thất dạ đi vào đảo lam vận trúc tiên phàm đại chí hòa thượng vội chạy theo đoàn người đi không lâu bỗng sau lưng có tiếng người té lam vận trúc tiên phàm vội xoay người lại thấy đại chí hòa thượng té xuống đất mặt trắng bệt như gặp quỷ người run rẩy nhìn phản ứng của đại chí hòa thượng làm lam vận trúc tiên phàm hết hồn chuyện gì xảy ra đại chí hòa thượng không phải loại người yếu đuối là cường giả trăm phần trăm là thiên tài lợi hại đại trí hòa thượng khó khăn dựng đế uy nhờ đế khí che chở chậm rãi tụt lùi đến mép mê thất thần đảo đại trí hòa thượng ngồi bệch xuống thở hồng hồng nhẹ nhòm đại trí hòa thượng khó khăn lấy lại tinh thần hoảng hốt nói quái đàn tiên phàm rung động rõ ràng đại trí hòa thượng bị hù sợ đúng như lý thất dạ nói sẽ sợ đứng tim sợ đến té ngồi dưới đất tiên phàm mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra đại trí hòa thượng tỉnh táo lại cười khổ nói ta cũng không biết vừa vào đảo ta cảm giác bên trong có thứ gì ta sợ nhất trên đời, quỷ khủng bố nhất thế gian, cảm giác như sợ đứng tim, nỗi sợ hãi bùng nổ, bản năng thúc giục ta trốn đi nhưng không chạy thoát được, như thể bị ác quỷ theo dõi. Làm vận trúc, tiên phàm ngơ ngác nhìn nhau, giận tóc gáy, thiên tài như lại trí hòa thượng bị hù đứng tim, chuyện này thật khó tin, làm vận trúc thấy gai người, vội hỏi lý thất giả, trên đảo này rốt cuộc có cái gì, lý thất giả cười nói. Một trong những thứ khủng bố nhất trần đời đặc biệt đối với quỷ tộc không có gì kinh khủng hơn nó, nó là khắc tinh của quỷ tộc, đúng dịp người xuất thân từ quỷ tộc, đại trí hòa thượng dùng mình, tổ cha nó, ta không ở đây nữa, thứ quỷ quái này quá khủng khiếp, kêu thấy nó đã cảm nhận sự tồn tại trước. Đại trí hòa thượng không muốn ở lại mê thất thần đảo, gã hiểu rằng bên trong có khắc tinh của quỷ tộc, đối với quỷ vật trong mê thất thần đảo thì quỷ tộc là món ăn ngon miệng, vậy đi, ta tặng cho người một cơ duyên, chương 878. Ngục giam thần đảo, một lý thất giả thấy đại chí hòa thượng định đi, cười nói: Lần này ngươi rất giỏi, làm ta không phục. Ngươi cầm nó đi, nếu may mắn không chừng sẽ gặp vận may siêu may mắn. Lý thất giả ném một thứ cho đại chí hòa thượng. Đại chí hòa thượng nhìn thứ trong tay mình, kinh ngạc nói: Chìa khóa đệ nhất hung mộ, thứ này là bảo bối, đồ tốt có thể đổi cơ duyên trong thiên lăng. Bao nhiêu người đòi lý thất giả đưa chìa khóa đệ nhất hung mộ, bao gồm tổ thành nhưng hắn không chịu cho. Bây giờ lý thất giả tùy tay ném tặng làm đại chí hòa thượng ngây người đại trí hòa thượng dững sờ, cho, cho ta. Người hơi hiểu biết về chìa khóa đệ nhất hung mộ đều hiểu rằng nó rất quý giá, lý thất giả nhún vai hờ hứng nói, không muốn thì trả đây, đại trí hòa thượng vội nhất chìa khóa vòng ngực, muốn muốn, sao có thể không muốn, đại trí hòa thượng cười toe Lý đại gia rộng rãi như thế, đã tặng báu vật đi sao có thể không biết ngượng đòi lại, lý thất giả liếc đại trí hòa thượng, nhân dịch đệ nhất hung mộ chưa đóng hãy mau thử vận may, nếu đệ nhất hung mộ đóng lại, dù ngươi giấu nó ở chỗ kín nhất thì chìa khóa sẽ biến mất, ha ha ha, chắc chắn, chắc chắn rồi. Mắt đại trí hòa thượng sáng rực nói, hì hì, hòa thượng ta cả đời đồ phổ chúng sinh, nhân phẩm khỏi phải bàn, hì hì, chắc chắn ta sẽ gặp vận may siêu may mắn, lý thất dạ phớt lờ đại trí hòa thượng, đi sâu vào mê thất thần đảo, làm vận trúc, tiên phàm vội vàng đi theo. Đại trí hòa thượng hét to hướng bóng lưng lý thất dạ, lý huynh, đa tạ, đại trí hòa thượng hưng phấn nhảy xuống mê thất thần đảo đã muốn tìm vận may rồi may mắn làm vận trúc tiên phàm đi theo lý thất dạ vào đảo thiếu nữ kiểu ngạo không lớn nơi này không có thứ gì trừ giải rác mấy ngọn núi làm vận trúc đi theo lý thất dạ vào sâu trong đảo nàng là người rất mẫn cảm một chút thay đổi cũng bị nàng nhận ra ngay nên khi làm vận trúc theo lý thất dạ vào sâu trong mê thất thần đảo càng đi vào nàng càng thấy áp lực khó tả làm vận trúc mở miệng nói hòn đảo này thật kỳ lạ tiên phàm có thiên phú siêu cao đảo hạnh nghịch thiên nhưng mức độ nhạy cảm thì không bằng Lam Vận Trúc. Tiên Phàm tò mò hỏi, người thấy lại như thế nào? Lam Vận Trúc trả lời, giống như ngục giam, nguyên mê thất thần đảo tượng như nhà giam siêu to nhốt thiên địa. Lý thất dạ đi trước hai nàng ngoái đầu nhìn lại, cật đầu, nói. Nàng nói đúng rồi, nơi này không có kim long hay thần hoàng, như nhà đầu đã nói, nơi đây là một ngục giam, một ngục giam vạn cổ bất diệt. Tiên Phàm nghe Lý thất dạ nói thì giật mình hỏi lại, thật sự là một tòa ngục giam bên ngoài luôn đồn trên mê thất thần đảo có báu vật vô thượng có người thể thốt trên mê thất thần đảo có chứng thần thú vì có kẻ chính mắt thấy kim long bay vào đảo thần hoàng bay lượn trên đảo nhưng nghe lý thất dạ nói thì mê thất thần đảo như một tòa ngục giam nếu người khác nói chắc chắn tiên phàm sẽ không tin nhưng lý thất dạ nói thì nàng không nghi ngờ chút nào nghe lý thất dạ khẳng định trực giác của mình làm vận trúc rung động hỏi nơi này nhốt nhân vật gì nhắc tới chuyện này làm lý thất dạ hiếp mắt lại nhốt một tồn tại muôn đời chưa có ai gặp một tồn tại chưa từng để lại truyền thuyết lam vận trúc cào mò hỏi chẳng phải ngươi bảo trên mê thất thần đào có binh khí cực kỳ đáng sợ sao lam vận trúc nhớ lý thất dạ từng nói như thế lý thất dạ cười trả lời đối với người khác nhất là quỷ tộc thì nó là ác ma là ác ma đáng sợ nhất từ vạn cổ đến bây giờ nhưng với ta thì nó là binh khí một binh khí có thể đồ diệt tất cả lam vận trúc hút ngủ khí lạnh nàng hiểu biết lý thất dạ loáng thoáng đoán được hắn định làm gì truyền thuyết mê thất thần đào chưa từng xuất hiện ghi chép liên quan nó có từ trăm ngàn vạn năm trước tiên phàm mở miệng nói nếu nơi này là ngục giam nhốt tồn tại vô địch từ trăm ngàn vạn năm nay đi e rằng tồn tại đó đã chết đó là với người khác lý thất dạ quỳ nói còn nó muốn chết cũng khó nếu nó dễ dàng chết sớm đã bị người giết cần gì bị nhốt tại đây làm vận trúc tiên phàm nhìn nhau là cái gì bị nhốt từ trăm ngàn vạn năm nay mà vẫn sống tồn tại như thế thật đáng sợ mê thất thần đào không lớn làm vận trúc Tiên phàm đi theo lý thất dạ chẳng mấy chốc sau đã đến giữa hòn đảo, chính giữa mê thất thần đảo từ bốn ngọn núi vây quanh, có thể nói bốn ngọn núi lớn nhất mê thất thần đảo. So với núi nơi khác thì bốn ngọn núi này không lớn, nhưng ngọn núi đen nhánh làm người ta ngộp thở, ai đứng đây đều cảm giác bị bốn ngọn núi đèn ngộp thở, bốn ngọn núi như có thể chấn áp thần ma, giữa mê thất thần đảo, trong lòng bốn ngọn núi là mảnh đất trống. Đất trống tờn không có gì, trông như giáo tràng lót bằng nham thạch, đến đất trống, tiên phàm nhìn bốn phía, nơi đây trừ đất trống ra không có gì khác, càng đừng nói ngục giam nhốt tồn tại đáng sợ, ngục giam đâu, Lý thất giả dạ tìm một chỗ lõm trong đất trống, hắn quan sát một lúc sau nói với Lam Vận Trúc, tiên phàm. Các cô nương, hãy chuẩn bị tâm lý, chờ chút nữa nhớ đừng sợ những chân ra, Lam Vận Trúc hít sâu, vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì khi đến đây Lam Vận Trúc có trực giác không tốt, cảm giác như dưới lòng đất ẩn núp ác ma đáng sợ nhất trần đời, tiên phàm lược Lý thất giả. Dạ. Sắp bắt đầu thì làm ngay đi, chúng ta không phải con nít ba tuổi, không phải tiên phàm kiêu ngạo, với đạo hạnh, thiên phú, kiến thức của nàng hiếm có thức nàng hù nàng sợ được, lý thất dạ bật cười, biểu tình nghiêm túc lấy một thứ ra, đó là một miếu thờ cỡ nắm tay, cổ miếu nhỏ nhỏ trông không có gì lạ lùng. Làm vận trúc, tiên phàm không biết cổ miếu nhỏ cỡ nắm tay đó là từ một tòa miếu to biến ra, cổ miếu nhỏ cỡ nắm tay này chính là tòa cổ miếu bị lý thất dạ, lục bạch thu phát hiện dưới đáy biển hải ngoại. Khi đó Lý Thất Dạ dùng tòa cổ miếu này tìm ra mê thất thần đảo, Bây giờ Lý Thất Dạ đặt cổ miếu nhỏ cỡ nắm tay vào chỗ lõm, kích cỡ vừa khít, khi cổ miếu được đặt vào chỗ lõm chợt có tiếng răng rắc, rất chống tỏa ra từng luồng sáng, các đạo văn phức tạp đan xen nhau, két 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 két, từng tiếng nền đá di chuyển vang lên. Nham thạch lót đất chống di chuyển, trước mắt một quái vật khổng lồ chui lên khỏi mặt đất, khi quái vật khổng lồ trồi lên thì vèo một tiếng, hư không vặn vẹo, khí thế siêu khủng bố tàn phá thiên địa, như một ác mà vô địch vạn cổ xuất thế, khí thế không thua gì để uy tiên thế cực kỳ khủng bố. Hơi thở tiên đế khiến người tôn sùng kính sợ, còn quái vật phát ra hơi thở làm người ta hồn vía lên mây, sợ tao tim, quái vật mở mắt ra, tuy nó đã bị trấn áp, không thể tổn thương ai nhưng khi nó mở mắt như có thể nuốt hết hồn phách ức vạn sinh linh. Nhìn vào đôi mắt quái vật, người mạnh cách mấy cũng sợ hết hồn, cảm thấy đây là ác ma đáng sợ nhất trần đời, chương 879, Ngục Giam Thần Đào, Hai Lam Vận Trúc, Tiên phàm đều là thiên tri kiêu nữ, thiên tài tuyệt thế, giờ phút này, hai nàng nhũn chân run cầm cập khó thể đứng vững các tiểu muội cẩn thận chút khi lam vận trúc tiên phàm đứng không vững lý thất dạ vội ôm eo hai nàng sau khi được lý thất dạ dìu hai nữ nhân hít sâu lam vận trúc tiên phàm khó khăn bình tĩnh lại đạo tâm lý thất dạ nhắc nhở hai người đừng nhìn vào mắt nó lam vận trúc tiên phàm giờ mới thấy rõ bộ dạng quái vật trước mắt quái vật giống sói giống cọp bộ dạng không quá dữ tợn điều duy nhất làm người dùng mình là răng của nó hàm răng trên siêu dài trùm xuống cầm, răng vừa dài vừa sắc bén như có thể cắn chết mọi thứ trên đời, làm người hoàng sợ nhất là mắt của nó. Như Lý thất dạ nói, đừng nhìn thẳng mắt quái vật, nó có đôi mắt như mắt ác mà, hút hết mọi linh hồn sự sống, như quái vật truyền sống bằng ăn linh hồn người khác, nó phát ra hơi thở làm người ta run rẩy. nếu có thần vương ở đây, cảm nhận khí thế từ người nó sẽ không kiềm được run rẩy. Dù là thần hoàng cũng sẽ bị nó một hơi nuốt hết, đinh 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 đinh, thấy nhóm Lý thất dạ quái vật đáng sợ định lao lên sát khí làm thần vương sợ nhuyễn chân nhưng quái vật không thể nhúc nhích vì nó bị bốn xích sát thô to khóa chặt bốn sợi xích thô to ghim sâu vào chân bốn ngọn núi tiên quang nhấp nháy trên sợi xích mỗi ợi xích hiện ra một loại dị tượng sợi thì kim long cắn sợi thì vượng hoàng kéo sợi thì thiên hổ chấn khóe sợi thì huyền vũ nằm sấp nâng tuy nhiên thứ khóa quái vật lại không phải bốn sợi xích mà là phong ấn rậm rạp trên xích sát, bốn sợi xích bị người khác phong ấn cường đại đừng nói bốn sợi xích Phong ấn siêu lớn siêu mạnh trên một sợi đủ chấn giết chân thần, chấn diệt thần ma. Hiện tại bốn sợi xích khóa trên người một con quái vật, có thể tưởng tượng uy lực mạnh mẽ cỡ nào, nhìn bốn sợi xích khóa quái vật, Tiên phàm rung động nói, chân tiên chi thiết trong truyền thuyết, thế gian chỉ có chính loại chân tiên chi thiết vậy mà tại đây dùng tận bốn loại. Chân tiên chi thiết là tài liệu tốt nhất để đúc vũ khí, biết bao người khi rèn đạo ngoại kỳ bảo thì khát vọng có chân tiên chi thiết, chỉ một chút xíu rót vào trong vũ khí đã có uy lực không tầm thường bốn sợi xích thô to do bốn loại chân tiên tri thiết đúc ra, bỏ vốn lớn kinh khủng. Báu vật vô giá như thế chỉ để khóa lại quái vật, có thể tưởng tượng nó đáng sợ như nào, nhìn bốn sợi xích thô to, làm vận trúc lầm bầm, kim long, phượng hoàng, thiên hổ, huyền vũ, bốn trong chín loại chân tiên tri thiết trong truyền thuyết. Hèn gì có người thấy kim long bay lên, phượng hoàng bay lượn, hóa ra là dị tượng từ chân tiên tri thiết, tiên phàm nhìn con quái vật siêu đáng sợ trước mắt, tim đập nhanh may mắn quái vật đáng sợ đó bị nhốt, không thì rất khó tưởng tượng hậu quả. Gặp quái vật đáng sợ như vậy lão tổ đại giáo, cường giả trong truyền thuyết, tồn tại bất hủ gì đó chẳng là cái đinh gì, dù là chân thần cũng thành miếng mồi cho quái vật, làm vận trúc nhìn quái vật, mở miệng hỏi, đây rốt cuộc là cái gì, lý thất dạ nhìn quái vật, lòng thầm cảm thán. Từ trong truyền thuyết thật sự tồn tại, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy, thật lâu trước kia lý thất giả có biết truyền thuyết về quái vật, nhưng từ vạn cổ đến bây giờ bao nhiêu thánh hiền, tồn tại vô địch không công nhận thứ này có thật. Trước đó Lý Thất Dạ không quá chắc chắn con quái vật bị khóa tại đây, hắn chỉ trực giác rất có thể nó ở mê thất thần đảo. Giờ đây nhìn quái vật, Lý Thất Dạ rất là cảm thán, quái vật siêu đáng sợ, nó đang tức giận. Lý Thất Dạ làm vận trúc, tiên phàm như con kiến trong mắt nó, trước kia con kiến nhỏ nhoi như thế thấy nó đã sợ chết khiếp, tiếc rằng quái vật bây giờ bị chấn áp, bị nhốt ở đây, quái vật rất tức giận bị Lý Thất Dạ làm vận trúc, tiên phàm nhìn ngó nhưng không biết làm sao nó không nhúc nhích được lam vận trúc hít sâu nhìn quái vật hỏi đây đây là thứ gì lý thất giả thốt ra cái tên xa lạ quỷ yếm lý thất giả cũng xa lạ cái tên này vì hắn chưa từng thấy quỷ yếm thật sự lam vận trúc tiên phàm nhìn nhau quỷ yếm hai nàng rất xa lạ với cái tên này lần đầu tiên nghe thấy trước đó lam vận trúc tiên phàm chưa từng biết có cái tên quỷ yếm lý thất giả nhìn lam vận trúc tiên phàm ngưng ngác thì cười nói các nàng chưa nghe nói qua cũng bình thường từ vạn cổ đến bây giờ hiếm hoi có ai thấy nó, e rằng người gặp quỷ yếm đều đã chết. Từ vạn cổ đến bây giờ chỉ có một con quỷ yếm, sau này trong thời gian xưa thật xưa, quỷ yếm bị giam giữ tại đây, làm vận trúc, tiên phàm rung động, quỷ yếm đáng sợ, là ai có năng lực chấn áp nó tại đây, người giam cầm quỷ yếm thật lợi hại, lý thất dạ nhìn quỷ yếm cáo kinh, mỉm cười nói. Người đừng giận, ta mang người ra ngoài đi dạo, không chừng tương lai người sẽ cảm ơn ta, quỷ yếm nghe hiểu lời lý thất dạ nói, nó chừng hắn, ánh mắt đáng sợ đó nếu đại hiền nhìn thẳng sẽ sợ hồn vía lên mây lý thất dạ lù lù bất động chậm rãi lấy một hộp cổ ra lý thất dạ lấy hộp cổ này trong đại đạo viện lúc trước hán trợ giúp đại đạo viện đánh lui đám môn phái vây công nên theo giao ước học viện tặng hộp báu cho lý thất dạ khi lý thất dạ lấy hộp báu ra ánh mắt quỷ yếm thay đổi nó cảm nhận được hơi thở gì đó lý thất dạ lấy một thứ ra khỏi hộp cổ trông như xích chó dây xích chó bị mài mòn trầm trọng dường như thường xuyên sử dụng nhìn thấy thứ như xích chó trong tay lý thất dạ quỷ yếm biến sắc mặt con người co rút đỏ vẻ sợ hãi tiên phàm nhận ra quỷ yếm kiêng rẻ thứ trong tay lý thất dạ kinh ngạc hỏi đó là cái gì quỷ yếm đáng sợ biết mấy tiên phàm thầm đoán trừ tiên đế ra không có tồn tại nào trấn áp được nó nhưng bây giờ quỷ yếm nhìn thứ trong tay lý thất dạ thì run sợ nói ra thật khiến người khó tin vật trong tay lý thất dạ giống xích chó bị mài mòn nhiều nhìn sao cũng không giống báu vật tuyệt thế vô song lý thất dạ trả lời quỷ yếm tỏa lý thất dạ ném quỷ yếm tỏa đi sợi xích bay hướng trong truyền thuyết quái vật không muốn bị khóa nó liều mạng vùng vẫy tiếc rằng bốn sợi xích thô to chấn áp nó không nhúc nhích được quỷ yếm bị quỷ yếm tỏa khóa lại hơi thở đáng sợ biến mất như trái bóng xì hơi quỷ yếm tỏa hoàn toàn là khắc tinh của quỷ yếm mặc cho nó vô địch nghịch thiên cỡ nào bị quỷ yếm tỏa khóa lại là thua quỷ yếm tỏa là trí mạng với quỷ yếm làm vận trúc tiên phàm thấy vậy rất khó tin quỷ yếm đáng sợ biết mấy cường đại biết bao thế nhưng bị thứ như xích chó rách nát nhốt lại ủ rũ tuân theo khi thế cường đại đều mất sạch quỷ yếm bị nhốt như thú nuôi đinh 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 khi quỷ yếm bị khóa thì bốn sợi xích thô to chấn áp nó tự động rơi xuống có quỷ yếm tỏa hoàn toàn không cần bốn sợi chân tiên chi thiết chấn áp quỷ yếm chương 880, quỷ yếm lý thất dạ cầm đầu dây quỷ yếm tỏa kéo quỷ yếm trầm giọng quát thu đầu kia sợi dây quỷ yếm bị không chế biến nhỏ dần cuối cùng bé xíu cỡ nắm tay nhìn quỷ yếm cỡ bằng nắm tay bộ dáng không đáng sợ chút nào ngược lại hơi đáng yêu lý thất dạ mở cổ miếu ra bỏ quỷ yếm nhỏ xíu vào trong sau khi thu quỷ yếm lý thất dạ trịnh trọng cất cổ miếu đi lam vận trúc tiên phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn tình hình diễn biến lam vận trúc luôn đi theo lý thất dạ cũng kiềm không được trố mắt líu lưỡi bọn họ thấy rõ quỷ yếm cường đại đáng sợ thế nhưng nó như một vật nhỏ xíu bị lý thất dạ mang theo bên người không ai tưởng tượng nổi chuyện này ai nhìn cảnh tượng đó đều thấy khó tin tiên phàm rung động lã bắp nói vậy 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 cũng được mang theo tồn tại đáng sợ hơn cả thần hoàng chuyện như thế không ai dám tưởng tượng quá đáng sợ lý thất dạ nhún vai tại sao không được lý thất dạ cười nói ta mang nó đi là cứu nó thoát khỏi bể khổ tương lai nó nên cảm ơn ta lần đầu tiên làm vận trúc thấy quỷ yếm tỏa sợ hãi hỏi quỷ yếm tỏa đó là là cái gì thứ đó có thể khóa lại tồn tại đáng sợ như quỷ yếm dễ dàng như khóa vật nuôi làm người xem nổi da gà lý thất dạ nhìn vẻ mặt của lam vận trúc biết ngay suy nghĩ trong đầu nàng thứ này chỉ có tác dụng với quỷ yếm lý thất dạ cười nói vạn vật đều có thứ tương sinh tương khắc khi quỷ yếm sinh ra số phạn đã định nó không thoát khỏi quỷ yếm tỏa được bởi vì chúng nó khác nhau tiên phàm nhìn lý thất dạ hỏi ngươi lấy quỷ yếm tỏa đó ở đâu ra thứ đáng sợ như thế dù là ai cũng kiêng rè lý thất dạ mỉm cười nói nhặt trên đường lý thất dạ trả lời không chỉ làm tiên phàm khó chịu lam vận trúc cũng không vừa lòng hai nàng lườm lý thất dạ được rồi để ta kể chuyện cho các người nghe lý thất dạ thấy lam vận trúc tiên phàm bất mãn thì cười nói xưa thật xưa có một tồn tại từ nghịch thiên mà đi hắn muốn làm một chuyện trước giờ có ai làm đó là sáng tạo sinh mệnh làm vận trúc tiên phàm cùng biến sắc mặt nói sáng tạo sinh mệnh đây là chuyện của trời không phải bổn phận của tu sĩ tiên đế cũng không làm được lúc đó là thời kỳ đầu không xem như sáng tạo sinh mệnh thật sự lý thất dạ tiếp tục bảo hắn lái một khúc xương sườn của mình, mượn căn nguyên trời xanh sáng tạo ra một kỳ tích, tiếc nuối là thử nghiệm không quá thành công, trời trừng phạt, quỷ yếm ra đời. Hắn không định sáng tạo ra hung vật ham giết chóc, khát máu như sáng tạo sinh mệnh, tiếc rằng trời phạt, không theo ý hắn được, trời phạt trừ sáng tạo ra quỷ yếm còn có quỷ yếm tỏa, đây chính là cái gọi là tương sinh tương khắc, từ nay trên đời có quỷ yếm độc nhất vô nhị, tiên phàm nghe ngon lành, hỏi dồn. Sau đó thì sao? Lý thất dạ nói, quỷ yếm là vật trời phạt, nó giết chóc khát máu, tồn tại kia không thay đổi được, nhưng may mắn quỷ yếm tỏa sinh ra trong trời phạt, tuy quỷ yếm ham giết chóc khát máu nhưng có quỷ yếm tỏa, nó không gây sóng gió gì được trái lại là phụ tá đắc lực cho vị tồn tại kia. Lý thất dạ tạm dừng, nói tiếp, chuyện đời luôn vô thường, sau này xảy ra việc lớn, biến dị, quỷ yếm tỏa đánh mất, không biết rơi đi đâu, tồn tại kia không suy tính ra được, lam vận trúc, tiên phàm giật mình kêu lên, quỷ yếm tỏa lạc mất có thể tưởng tượng tồn tại đáng sợ như quỷ yếm, ham giết chóc khát máu, một khi mất quỷ yếm tỏa thì hậu quả rất kinh khủng, Lý Thất Dạ tiếp tục bảo, các nàng cũng tưởng tượng được hậu quả mất quỷ yếm tỏa rồi đấy, quỷ yếm trốn thoát, đây không phải chuyện tốt, có thể nói là bắt đầu đại tai nạn. Thiên địa đẫm máu, cửu giới run rẩy, khi đó biết bao người chết thảm, máu chảy thành sông, xác chất cao như núi, khó thể tưởng tượng, nhất là quỷ tộc suýt bị diệt tộc, Lý Thất Dạ miêu tả hời hợt nhìn Lam Vận Trúc, tiên phàm có thể tưởng tượng ra cảnh tượng quỷ yếm giết chóc thiên hạ. Như Lý Thất Dạ nói, đó là đại tai nạn, máu chảy thành sông, xác chất cao như núi không đủ hình dung, tại sao chúng ta chưa từng nghe về câu chuyện này, trong quỷ tộc cũng không ghi chép một chữ nào, tiên phàm rung động hỏi, chuyện kinh thiên như vậy nên có ghi chép lại mới đúng, Lý Thất Dạ cười nói. Nàng biết việc này xa xôi cỡ nào không, nó xa xưa đến mức không thể ngược dòng, huống chỉ có một số việc không ghi chép được, ví dụ tổ giới, nàng biết lai lịch thật của tổ giới là gì không, nàng biết quỷ vật nằm trong tổ giới là gì không? Lý thất dạ hỏi ngược lại, làm vận trúc và tiên phàm nhìn nhau. Về tổ giới thì đừng nói hai nàng, bản thân quỷ tộc cũng không hiểu rõ, tuy có truyền thuyết cho rằng thủy tổ quỷ tộc ngủ say trong tổ giới nhưng đây chỉ là truyền thuyết, chưa từng có ai gặp thủy tổ trong tổ giới, lai lịch tổ giới thì bản thân quỷ tộc cũng khó nói rõ, tóm lại nó rất cổ xưa. Từ khi quỷ tộc có ghi chép thì tổ giới đã tồn tại, tiên phàm tò mò hỏi, nếu không ai biết, trên đời không ghi chép lại thì sao ngươi biết, về tồn tại đó trong truyền thuyết bản thân tiên phàm xuất thân từ ngô sơn lão tiên quốc cũng là lần đầu tiên nghe nói lý thất dạ bí hiểm nói đây là bí mật tiên phàm không vừa lòng đáp án đó nhưng nàng không có cách nào khác có kình trường lý thất dạ làm vận trúc kéo đề tài trở về quỷ yếm sau này quỷ yếm bị bắt lý thất dạ gật đầu nói đúng vậy tồn tại kia tốn nhiều công sức mới bắt lại quỷ yếm được hung vật như quỷ yếm nếu không có quỷ yếm tỏa muốn bắt sống nó không dễ dàng gì tiên phàm mở miệng hỏi vậy giết nó thì sao lý thất dạ cười nói cách nghĩ này có tính kiến thiết tồn tại kia có thể giết quỷ yếm nhưng trước khi giết nó thì tồn tại phải giết bản thân vì nàng nên biết quỷ yếm tạo ra từ xương sườn của hắn nếu hắn không giết mình thì rất khó giết quỷ yếm rốt cuộc tồn tại kia bắt được quỷ yếm quá trình xảy ra nhiều chuyện chỉ biết kình dung là kinh thiên động địa thậm chí ảnh hưởng thay đổi cuối cùng của quỷ tộc lý thất dạ nhìn phương xa một lúc lâu tồn tại kia sau khi bắt được quỷ yếm đã nhốt nó lại chấn áp ở nơi không ai biết vì xảy ra vài chuyện nên tồn tại kia không hy vọng quỷ yếm lại thấy ánh mặt trời đánh chìm mê thất thần đảo dưới đáy biển mãi mãi sau đó các nàng có thể tưởng tượng quỷ yếm tỏa mất tích từ nay không còn ai thấy quỷ yếm tỏa nữa lý thất dạ cười nói quỷ yếm mãi mãi chìm dưới đáy biển không ai biết vị trí không ai biết từng có con quái vật huyết tẩy vạn vực bị trấn áp càng không biết từng có câu chuyện này lam vận chúc nhìn lý thất dạ nàng đã hiểu lúc trước hắn xuất hiện ở thiên quần đảo là nhằm vào quỷ yếm lý thất dạ lên kế hoạch tất cả cuối cùng thực hiện vào hôm nay nhớ like để lại bình luận và đăng ký kênh nhé hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo